Chúa là con đèn rồi bước chân con, Lời Chúa là ánh đêm tú. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh mắt theo, thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được thiên chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được thiên chúa cho thỏa lòng phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được thiên chúa xót thương phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy thiên chúa phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính vì nước trời là của họ phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả bách hại và vô khống đủ điều xấu xa anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao suy niệm các thánh nam nữ là ai thưa là tất cả những ai đang ở trong nước trời chiêm ngưỡng thánh nhan thiên chúa hay nói theo từ ngữ thánh kinh thánh là những linh hồn ưu tuyển, là những người đã giặt áo mình trong máu con chiên, là tất cả mọi thành phần dân Chúa đã sống và chết vì giáo huấn của Đức Kitô, đấng là tình yêu muôn thuở. Cũng có thể nói, các thánh là những linh hồn đã sống và chết vì tình yêu Đức Kitô, bởi vì như Đức Kitô đã vâng lời Chúa Cha để sống và chết như thế nào thì những người bước theo Đức Kitô cũng sống và chết như vậy. Tin mừng hôm nay được gọi là công thức nên thánh hay là hiến chương nước trời, đó là đoạn lời Chúa nói về tiêu chuẩn hay quy định nên thánh. Các thánh là những linh hồn thực thi tám mối phúc thật, vì rõ ràng không phải tất cả những người nghèo vật chất mà được nên thánh Nhưng những ai vì nước trời mà trở nên sống nghèo Thì họ mới trở thành người được hưởng hạnh phúc nước trời Nếu sống ở đời này mà chúng ta biết làm giàu cho đời sau Thì đời sau chúng ta có cái phúc để hưởng Có nghĩa là có tâm hồn nghèo khó Là tâm hồn biết chia sẻ Tâm hồn quảng đại Tâm hồn hy sinh trao ban chính mình còn nếu chúng ta chỉ biết làm giàu vật chất, chỉ tích lũy cho mình, không biết cho ban cho tha nhân thì làm sao chúng ta có tâm hồn nghèo khó được? Mặc nhiên, nước trời không thuộc về chúng ta. Chúa đã trình bày cho chúng ta nhiều nẻo đường khác nhau để đi đến cõi phúc muôn đời. Chúa đã đi trước để chúng ta bước theo Chúa chúa đã sống khó nghèo khiêm nhu hiền hòa nhân hậu chúa đã hiến chọn cuộc đời cho nước trời cuộc đời của chúa vẫn sáng ngời thuồn khiết trước mặt chúng ta bước chân chúa đê đã có bao người theo lời kêu gọi của chúa đã được bao người đáp lại cuộc sống của những người theo chúa bị người đời cho là gàn dở là ngu dại nhưng đó lại là con đường sống đời đời và dẫn đến hạnh phúc chân thật chúng ta tin vào lời chúa và muốn sống theo tiếng chúa mời gọi bằng những chọn lựa dứt khoát trong suốt cuộc đời biết chấp nhận những thua thịt trước mắt người đời để sống cho chúa và tha nhân biết can đảm bước theo chúa trên con đường trông gai của ơn cứu độ với thập giá trên vai với những khuyết điểm và giới hạn của riêng mình Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra khuôn mặt cứu độ của Chúa mỗi ngày biết lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Chúa, can đảm bước theo tiếng Chúa mời gọi và thực thi ý Ngài để trở thành chứng nhân cho Chúa bằng một đời sống thánh thiện như các thánh nam nữ mà giáo hội mừng kính hôm nay hầu làm cho nước trời hiện hữu ngay tại đây và ngay lúc này. Amen.